hai đứa chuẩn bị đóng vợ chồng nhau thì đùng cái là anh Quốc Thuận ảnh bận anh bỏ vai, cho nên mới đôn em lên cái vai xe ôm của anh Quốc Thuận. Không biết Quốc Thuận nhớ chưa? Không nhớ. Thì cô này mới là đóng vợ người ta. Em mới kêu ảnh là thôi giờ đi về. Em nghĩ là đi về là hai đứa sẽ đi riêng với nhau. Cái ảnh chở em đi về luôn. Cái ảnh chở em đi về luôn. Cái này giống như con nít vậy á. Giống như ảnh nhỏ hơn em vậy. Có những cái anh hỏi ý em là cái này em làm được không, kia em làm được không. Em mới nói là anh lớn hơn em, anh phải biết cái đó làm được hay không. Mà sao hỏi ý em đau lòng vậy. Thiệt á. Tôi nói vợ vợ chồng nấu này ngon lắm, vậy về đi chồng nấu cho vợ ăn. Là ảnh mua thịt ngoài ướp sẵn về, anh bỏ vô cái nồi chiên rồi đưa ra cho em ăn. Mà có ngon không? Ngon. Mình linh tính là bởi vì có chữ Linh ở trong đó. Chào anh Hà Linh. Dạ. Chào em Hà Linh. Em chào chị Vân với lại anh Quốc Thuận. Dạ. Chào vợ Hà Linh. Dạ, dạ. Em chào chị Hồng Vân, dạ. Em chào anh Quốc Thuận. Là trong chuyện này gặp nhiều anh chị em đồng nghiệp dữ lắm. Nhưng hôm nay phải nói là gặp anh Linh là rất là bất ngờ. Bởi vì lâu lắm rồi em mới gặp anh Hà Linh đó nghe chị. Thôi giờ mời anh Linh với chị hai chồng giới thiệu về mình nè. Em thì là diễn viên hài mấy chục năm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì là diễn viên thôi. Năm nay thì 51 tuổi. Linh bây giờ là thuộc về những người con quận 6 rồi. Dạ. Về chị. Dạ, em tên là Thanh Hương, hiện là em là giáo viên dạy nail. Em dạy tại trung tâm ở quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi. Yeah. Rồi bây giờ cái cơ duyên nào anh gặp Hương? Ngày xưa bé Hương là diễn viên. Trong một cái dịp em đi quay một cái tiểu phẩm hài cho một đứa em, có gặp bé Hương. Thì cái lần đầu tiên tụi em gặp là em nhớ là tháng 5 năm 2013. Thì lúc đó hai đứa em đều đóng ít cha cho một cái chương trình tiểu phẩm hài vậy đó. Thì cũng không có ấn tượng gì, nhưng mà kiểu như em cũng có xin số điện thoại. Lúc đó thì cảm giác mình thì chỉ nghĩ là bé Hương nói sao bé này nó thích chụp hình quá vậy. Sau đó thì tới cái ngày 10 tây á, thì mình quay cái phim cho anh Nguyễn Dương. Trợ lý của anh Nguyễn Dương hẹn cái lịch ra quay mà mình đợi từ sáng sớm tới trưa vẫn chưa kêu tới mình. Cái em ấy buồn quá, mới ra quán cà phê em ngồi uống cà phê. Thì khi uống cà phê em mới nhắn lên trên Facebook á, là mình đang ngồi uống cà phê ở đây buồn quá. Thì bé Hương mới là cũng có Facebook em á. Thì bé Hương mới hỏi là anh ngồi lâu không. Em chạy ra. Lúc đó Hương nghĩ sao Hương lại quyết định là ra uống cà phê với anh Linh? Em thấy ảnh là nghệ sĩ mà sao thấy ảnh kiểu như hòa đồng á. Tại lúc đó em đang đi diễn. Thành ra là em muốn là ra gặp để mà tạo mối quan hệ đúng không? Dạ. Nếu mà ảnh có vai diễn gì á thì dẫn em đi chung. Cũng có ý đó. Rồi ra làm sao? Uống cà phê chừng một tiếng mấy à. Nhưng mà cái thời điểm đó thì đang có cái phim Fast Furious. Và em coi thì em tâm đắc lắm. Cho nên là em mới muốn cho cổ xem những cái tác phẩm hay. Để mà học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Tức là từ cà phê mà chuyển thành rạp chiếu phim ấy thiệt. Em cũng ngồi em tập trung em coi phim. Rồi em nói là sao trong đây lạnh quá, cái em đi về. Xin đi về. Cái khúc mà chuẩn bị hay á, cái khúc mà cái xe tăng nó bay qua là bé Hương đứng dậy. Ủa lúc đó em chắc cũng không có mặc áo lạnh đúng không? Em không có mang theo áo gió đúng không? Việt Nam mình đi quay em chỉ mặc đúng cái áo sơ mi. Giờ cởi áo rồi. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Rồi như vậy là coi không hết phim. Rồi đi về có đi đâu nữa không? Dạ không. Ừ nhưng mà chị hỏi Hương nè. Rồi lúc tự nhiên về ngang xương vậy em có thấy áy náy với ảnh không? Dạ không. Tại vì lúc đó chưa nghĩ gì đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào mà hai người là đóng chung phim sau đó không? Thì cũng là phim của anh Nguyễn Dương. Thì vừa xong cái phim đó thì qua phim sau thì trợ lý nó mới hỏi anh Linh, em mời anh đóng cái vai này, đóng vai hai vợ chồng mà đi kiếm đứa con thôi. Thì anh có tìm được cái người nào mà đóng vợ anh không? Xong rồi em mới giới thiệu cô này. Đó thì hai đứa mới vô cái phim đó. Thì hai đứa chuẩn bị đóng vợ chồng nhau thì đùng cái là anh Quốc Thuận ảnh bận anh bỏ vai, cho nên mới đôn em lên cái vai xe ôm của anh Quốc Thuận. Không biết Quốc Thuận nhớ chưa? Không nhớ. Thì cô này mới là đóng vợ người ta. Dạ, nhưng mà bù lại là vì cái mối quan hệ mà em giới thiệu vợ em đóng phim đó, đôi khi là đi quay rồi cái thời gian rảnh giống nhau rồi đi chung đường á thì rủ nhau đi rồi đi ăn này nọ. Dạ. Có cơ hội gần gũi với nhau. Dạ. Và chia sẻ kinh nghiệm và đời sống với nhau. Dạ. Đó, rồi đến khi nào thì Hương mới bắt đầu có yêu, cảm thấy yêu anh Linh. Chắc cũng khoảng đi vài phim, đi hai phim gì đó vài tháng sau. Bữa đó là em thấy ảnh rủ em đi cà phê mà hát nhạc cao tích á. Cái em thấy ảnh hát hay quá, tự nhiên các em cũng mến. Em mới kêu ảnh là thôi giờ đi về. Em nghĩ là đi về là hai đứa sẽ đi riêng với nhau. Cái ảnh chở em đi về luôn. Cái ảnh chở em đi về luôn. Lúc đó em thấy tự nhiên cái ảnh kiểu như thiệt tình á. Dạ các em cũng ở đèn xanh cho ảnh. Lúc đó cũng đã có cảm tình rồi. Mỗi lần mình đi hát á thì mình điều gì khán giả hết, cho nên là nếu có người mà chịu nghe á thì mình hạnh phúc lắm. Mà được con cái hát bữa đó thì cái cô này chịu nghe, cho nên là gọi xuân là á. Dạ xuân. Em hát bài gì vậy Hà Linh?
Dạ em hát cái bài Dĩ Vãng. Thực sự á, chị biết em nhưng mà chưa bao giờ chị được nghe em hát hết trơn á. Dạ. Cho nên á, bữa nay á, em làm bộ em hát cho chị nghe cái bài đó coi. Với lại khán giả nữa, nhiều khi khán giả cũng chưa bao giờ đúng được rồi. Nghe em hát luôn. Em bất ngờ luôn nghe. Hát một câu em nghe đi. Để em nhớ tông chứ. Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giá, để lòng anh nuối tiếc. Quên rồi. Quên rồi. Đó, 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 đó. Ngày đó bên nhau. Chị nghĩ là em hát có cảm xúc, thành ra là bé Hương nó xúc động. Dạ. Thực sự muốn hỏi Hương nè. Vậy á, khi mà em, ví dụ như em biết anh Linh là con của cô Thanh Nga đó, thì cái điều đó có tác động gì tới em không? Em cũng không có rành về showbiz nhiều á. Em chỉ biết ảnh là nghệ sĩ thôi. Nhưng mà sau này em biết ảnh là con của cô rồi á thì... Cô rồi hả? Mẹ. Thì mỗi lần mà nghe tới á là em kiểu như là em xúc động thay cho ảnh. Không biết lúc đó ảnh có buồn không hay là ảnh quen rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nghe nhắc tới những cái gì đó xúc động á là em cảm thấy như là em đang ở trong cái tình huống đó luôn. Em cũng xúc động theo. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau cái buổi mà đi hát đó, bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? Là hai đứa bắt đầu gặp nhau là từ khoảng tháng 5. Thì tới gần cuối năm 2013 thì tụi em bắt đầu đi chơi lễ đi countdown á. Thì đi với mấy người bạn nữa. Thì lúc đó bắt đầu là mới gọi là mở rộng hơn. Tức là có tỏ tình với người ta không? À, không. Nhưng mà đôi khi trong những cái tin nhắn á, mình nói là thấy em như vậy thì nếu mà mình thấy được thì mình đến với nhau. Vậy thì trong tin nhắn thì có. Cái điều gì ở anh Linh mà làm cho Hương thương ảnh nhất? Ảnh thiệt tình á chị. Em nói là đi về đi thì ảnh chở em đi về luôn. Là thiệt tình á. Dạ. Tức là chắc em cũng biết hoàn cảnh của anh Linh là đã một lần đổ vỡ. Dạ. Rồi cái nữa là tuổi tác nữa. Thì những cái vấn đề đó nó có ảnh hưởng đến cái việc mà em chấp nhận làm bạn gái anh không? Lúc đó thì em không có quan trọng cái vấn đề đó. Chỉ có lúc mà em báo với gia đình á, ba mẹ không cho, tại vì em là con gái lớn ở trong nhà. Ba mẹ cản thì em mới nói ra cái ý của em là em đã quyết định chọn anh Hà Linh rồi. Lúc đầu ba mẹ nói nhẹ nhẹ thôi, em cũng không chịu nghe. Cái nói thêm lần nữa cái em khóc quá trời luôn. Cái xong ba mẹ cũng thương em, thấy em khóc quá cái chịu luôn. Nhưng mà anh Linh có thuyết phục ba mẹ của Hương không? Dạ cũng có, dù gì thì cũng là con gái rượu mà. Cho nên là ba bé Hương cũng muốn là gặp Linh một lần, nói cho rõ. Đôi khi thì mình làm ba mình cũng biết, mình sợ con mình nó mờ mắt đi. Em thì cũng tình thật thôi, thì em cũng nói rõ là thì hiện tại bây giờ hoàn cảnh của em nó như vậy. Nhưng mà cái việc hai đứa đến với nhau là tự nguyện của em thôi. Cho nên là cũng trấn an gia đình, với lại cũng đảm bảo cho gia đình là thấy được là mình là có sự chân thành. Ở bây giờ là gia đình của Hương là chắc là thương anh Linh dữ lắm phải không? Dạ thương lắm chị. Mỗi lần mà ảnh có cái gì mà ấm ức á là em kể cho mẹ em nghe, mà mẹ em khóc giống như là con trai mình vậy. Trời ơi cưng quá ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng là có đứa nào chưa? Dạ chưa. Tạm thời đang dùng các biện pháp phòng chống. Dạ. Chưa muốn có. Chưa muốn có. Đúng không? Sao vậy anh? Thật ra thì bé Hương thì thích. Còn như em thì có hai đứa con rồi. Hai gái của em cũng rất là giỏi giang, rất là dễ thương. Nhưng mà em cũng muốn có một bé với lại vợ em bây giờ. Nhưng mà nói chung là em, cái quan điểm của em từ xưa tới giờ á, tức là khi sanh con ra thì phải lo cho con được. Chứ đừng nói câu trách nhiệm là trời sinh voi sinh cỏ em không thích. Tức là tất cả những gì em làm, em đều phải thấy là em có thể làm được rồi thì em mới dám. Nhưng mà em biết không, nhiều khi cái đứa con nó lại là cái lộc của mình á. Mình cũng không có, mình không có tính được, cho nên là nếu mà để mà đầy đủ thì biết đến bao giờ. Em nghĩ là nhiều khi năm nay không hợp thì năm sau biết đâu chừng sẽ hợp. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng cưới á, có cái giai đoạn nào mà khó khăn hay không? Trước khi cưới là rất khó khăn. Cái công việc chính của em là diễn viên hài. Thì cái thời hoàng kim nhất của hài là 2003, 2004, 2005. Sau đó thì tới năm 2012 là hài nó hết rồi. Sân khấu bắt đầu dẹp hết. Thì mình mới nhảy qua quay tiểu phẩm hài, gọi là bữa đực bữa cái thôi. Thì lúc đó thì cũng căng thẳng lắm. Em lúc đó cũng thuê nhà ở, cũng rất là khó khăn. Bởi vì lúc mà quen với lại bé Hương, em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì một mình lo không xong thì làm sao mà mình quen mà mình tính cái đường xa hơn. Nhưng mà khi quen bé Hương thì em chắc chắn một điều là mình phải làm như thế nào để mình có trách nhiệm với gia đình, chứ không thể nào nói cái chuyện mà bữa nay ăn ngày mai nhịn cũng được. Thì cũng may mắn là cái thời điểm đó thì nó ra mấy cái micro kèm loa đó chị. Rồi em bán cái micro đó. Bán micro. Dạ. Đây khách hàng của em. Được có cái là anh em trong nghề người ta cũng thương, người ta ủng hộ. Cũng nhờ cái thời điểm đó là em bán thì tuy là không nhiều nhưng em cũng để dành được một ít đủ để mà mình gọi là trả góp cái phần đầu tiên của căn nhà. Thì khi em mua căn nhà thì em mua căn nhà rất là rẻ. Hương có phụ gì chồng không? Dạ có.
Lúc thời gian đó là em quản lý một cái cửa hàng mỹ phẩm, thu nhập cũng ổn định. Hai vợ chồng nói chung là cùng nhau đồng lòng với nhau thì mình làm gì cũng được. Qua cơn bỉ cực rồi đó đúng không? Giờ sanh đứa con ra nữa ngon luôn. Ngon lành luôn. Hợp vía ngon luôn. Thôi, nói chung là quá vui rồi. Mà anh chị là cưới nhau bao lâu rồi? Thì năm 2019 là bắt đầu đi làm có tiền rồi đó. À, đi diễn nước ngoài vậy có tiền thì mới nghĩ đến ý định cưới nhau. Tại đó em làm cũng theo lộ trình, tức là 2016-2017 thì mua cái nhà trước. Rồi bắt đầu cuốn vô cái dòng xoáy trả nợ góp hàng tháng rồi. Không có ý định cưới luôn. Nói là thôi bây giờ hai đứa ráng để dành đi. May mắn trúng vé số hay có một cục tiền gì đó thì mình mới làm đám cưới. Thì hai đứa mới để dành tới năm 2019 thì em đi diễn bên nước ngoài vậy cũng có số tiền. Thì em nói là mình cả có một ít tiền, ít ra mình cũng thể đặt cọc được nhà hàng. Đùng một cái thì dịch bệnh. Thì cái thời gian đó mà đâu có đi diễn đâu. Dạ rồi. Cho nên cái tiền nó ăn hết. Xong thì tới năm 2022 thì cậu em là ở bên nước ngoài về. Thì em mới nghĩ là nếu không nhân cơ hội này thì chả bao giờ mà cưới được nữa. Em mới nói với Hương là thôi thì giờ mình nhờ cậu mở đứng ra làm chủ hôn giùm. Thì em mới tìm cái nhà hàng quen. Tiền cọc á, thì em lấy cái thẻ tín dụng em quẹt coi như nợ. Cái tiền mà để trả nhà hàng đãi ăn á thì là quan khách đi bao nhiêu thì mình trả lại bao nhiêu. Cho nên là tụi em làm mặc dù nhìn rất là bề thế hoành tráng nhưng mà ở một cái mức độ chấp nhận được. Và làm sao đám cưới xong không nợ. Và rất là may mắn không có nợ. Rồi như quá mà lời luôn. Lời được cô dâu. Lời được cô dâu. Lời. Thực ra chú Bảo Quốc á mà làm á, chú Bảo Quốc mà chịu làm chủ hôn á là tất cả những cái cặp sau rất là bền nha. Điển hình. Chú Bảo Quốc là làm chủ hôn cho chị, cho nên tụi chị rất là bền luôn. Rồi đây khoe luôn. Chú Quốc luôn hả? Đây luôn. Trời ơi rồi. Bà Sáu là người chủ hôn của Quốc Thuận luôn. Dính cho tới đầu bạc răng long luôn. Dạ. Nhân đây con cũng xin cảm ơn bà Sáu. Không chị, con cứ tưởng là con được một cái vinh dự là được bà Sáu là chủ hôn, mà không ngờ trên sân khấu hiện giờ có ba chị em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Nói chung là mọi chuyện rất là suôn sẻ và cuộc sống vợ chồng rất là yêu thương nhau. Bây giờ mình qua chương 2 đi. Thôi chắc phải tới đi phần kể thật xấu đó. Sao ổng có tật xấu gì ở nhà không? Em thấy ảnh lúc mà còn yêu em với lại lúc mà cưới thì cũng giống nhau. Ví dụ có cái tật nào mà em không ưa là giữ đồ. Có đồ gì là cứ giữ hết trong nhà. Cái tem cũng giữ luôn. Trời, cái nhà là bây giờ là chắc giống như cái kho vậy đúng không? Nhưng mà em là em hay đi dọn, rồi ảnh lại giữ tiếp. Cái đó là cá tính của con người đó. Cái tật đó cũng phải tật xấu luôn. Chị cũng vậy luôn. Tại vì một phần em cũng có giải thích với vợ em á là vì em là diễn viên á, cho nên đôi khi mình đi ở chung cư mà người ta quăng một cái nón thợ điện nè, hay nón xây dựng, hay cái nón lá nữa, đôi khi em vẫn lụm lại, thì em nghĩ có lúc em cần lưu giữ làm đạo cụ cho nó cái quý gọi là đạo cụ đó, dạ. Quý lắm nghe. Rồi tiếp đi. Em nhớ trong đầu em toàn là cái tánh tốt không à? Ảnh là giống như con nít vậy á, giống như ảnh nhỏ hơn em vậy. Có những cái anh hỏi ý em là cái này anh làm được không, kia anh làm được không, em mới nói là anh lớn hơn em, anh phải biết cái đó làm được hay không mà sao hỏi ý em. Ta đau lòng luôn. Thiệt á. Vậy giờ em có muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ không. Y chang vậy. Dạ, đó. Hà Linh là Hà Linh vậy đó. Dạ. Còn em sao? Đó, có thật xấu không? Có, em có nói vợ em hoài. Cô này có một cái tật là thích đăng lên Facebook. Nhưng mà đăng không rõ là dính, em dính miễn liền. Đăng không khéo là người ta nói chắc là Hà Linh nó mới làm gì nữa. Làm gì nhỏ đường á. Em lên em nói thôi em đừng đăng. Một ông anh của em nói là dịch áo cho người xem thẹo chứ ông không nói xem lưng nữa. Nhưng mà đó là cũng là một cái cách để mà cổ xả xì chét. Đúng rồi. Cho nên là cổ nói là thôi để cho em đăng. Thì em khuyên cũng không được. Cho nên em có một cách hay hơn, đó là khi cổ đăng lên thì em vô em thả tim hay em like cho người ta thấy là không phải em. Đúng rồi. Ok, tiếp tục nữa đi anh. Ham làm, ham học quá nên không có thời gian ở nhà nhiều. Dạ. Cho nên là từ ngày cưới vợ tới giờ á, là cái phần nữ công gia chánh á, là hiện tại là của em. Quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, đi chợ. Nhưng mà nấu ăn thì vợ em vẫn nấu ngon hơn em. Còn em thì có sư phụ ở nhà. Thầy Google hả chị? Thầy Google hả chị? Bữa nói vợ chồng nấu này ngon lắm, vậy về đi chồng nấu cho vợ ăn. Là ảnh mua thịt ngoài ướp sẵn về, ảnh bỏ vô cái nồi chiên rồi đưa ra cho em ăn. Mà có ngon không? Ngon. Còn thật xấu gì nữa không nè? Một người đàn ông lớn tuổi như em khi cưới vợ nhỏ em mười mấy tuổi thì sẽ có những cái tánh đôi khi là còn con nít. Đôi khi những cái đối nhân xử thế hay là cái những cái mà gặp chuyện cần giải quyết á, thì giả tỷ như cổ có bực mình á thì em là cái người phải là tỉnh táo để giúp cho cổ thấy được cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Dạ. Mà đôi khi thì cổ cũng bực hơi mà, nóng tính hả? Dạ. Tại vì nếu ở chỗ làm mà không la được thì về nhà chỉ có la cho em nghe thôi. Xả. Dạ, đúng rồi.
Em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Bây giờ là vẫn mong cổ là như vậy thôi. Yeah. Quá tuyệt vời. Chị thấy hả, là trong cái cuộc sống gia đình của tụi em á, nó êm đềm ha, rất là gọi là ấm cúng luôn á. Em hôm nay phải nói là gặp anh là em rất là vui vì yeah. được nghe rất là nhiều câu chuyện về anh, và đặc biệt là câu chuyện tình yêu của anh với Hương. Thì hôm nay nhân dịp anh đến với chương trình, em chúc cho anh với Hương trong năm nay, bác sĩ báo có tin vui, có đứa con vui cửa vui nhà, là cuộc sống nó sẽ thăng hoa và tốt lên. Cảm ơn anh chị. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều. Dạ, anh cảm ơn. Mình cảm thấy là cái cặp này họ rất điệu nghệ trong cái đúng việc vậy. Mà đó. Nó mới tay. Anh khoan, cho tôi xin đoán đi, cái cặp vợ chồng hai bạn là có làm một cái gì đó dính líu tới nghệ thuật đúng không? Dạ không ạ, nhưng mà chắc tại con người em nghệ sĩ. À, như vậy là tôi đoán gần giống rồi. Thôi bây giờ không đoán nữa, mà bây giờ giới thiệu đi, mời dạ, em. Dạ em tên là Bùi Đức Thắng ạ, em năm nay 27 tuổi, làm nghề tự do. Còn em? Dạ em tên là Thanh Trúc, năm nay em 28 tuổi, em thì đang làm nhân viên văn phòng. À, 28 hay 27? Cũng lại máy bay một chút xíu rồi. Em yên tâm, bây giờ người ta còn lái tới xe tăng mà em cũng vậy. Có cái là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào ta? Khoảng năm 2010 thì là hai đứa làm chung công ty, tuy là làm bộ phận khác nhau á, nhưng mà tại vì cũng có tìm hiểu thông tin thì biết là bạn chồng là rất là thích đi phượt. Mà em thì là từ nhỏ lớn thì hay ở nhà, chưa có nhiều cái dịp để mà mình trải nghiệm. Cho nên là cũng thích đu đeo, cái là xin là có dịp nào thì cho mình đi ké. Thì đi được vài chuyến thì thấy có vẻ cũng hợp nhau. Cho nên là hai đứa đi hoài. Đi phượt, em thường là đi, chắc là đi xa lắm đúng không? Tết thì em hiếm khi nào về quê á, hoặc là thường lấy xe máy chạy đi vòng vòng chơi á. Thì Tết năm đó thì không có kiến được bạn. Bạn thì đứa thì lấy vợ rồi, đứa thì lưu bu công việc. Em không có ai, em rủ đại lên thì vậy em đi chung. À, có hai bạn đi thôi. À, dạ đúng rồi, có hai người. Cái chuyến phượt đó là có hai người thôi. Mà chuyến đó đi đâu? Đi à, dạ em đi Ninh Thuận ạ. Bây giờ hỏi khéo khéo chút nha. Dạ. Đi phượt vậy rồi có vượt không? À, vượt gì ạ? Hỏi gì? Cái là hỏi dạ. Vượt rào, vượt rào. Hỏi không? À. Đi phượt có hai bạn thôi. Đó. Rồi bạn này chở bạn này thì cũng đụng, mà bạn này có chở bạn này thì cũng đụng. Đụng qua đụng lại mà không vượt mới là lạ đó. Là đi phượt như vậy thôi. Ăn ở thì sao? Mình chia sẻ với nhau. Không, như là chung phòng hay là gì? Dạ, nếu là chung xe chung phòng. Chung phòng chung nhưng mà hai giường anh. Hai giường. Mới đầu thì hai giường, xong rồi mấy ngày đầu hai giường, mấy ngày sau một giường. À. Càng đi ra miền Trung thì cuối cùng cái giường nó nhập một. À, thì cái chuyện nó về chắc chắn là yêu nhau rồi đúng không? Không yêu mới là lạ. Là phượt là đi phượt lần đầu đã yêu nhau rồi đúng không? Dạ thực ra là cho tới thời điểm lấy nhau được 8 tháng rồi chồng em vẫn chưa bao giờ nói yêu em hết á. Ừ. Ủa phải không? Tức là không nói bằng lời thôi đúng không? Hay là tại em thì còn trẻ quá, em nghĩ là phải đến năm 35 tuổi em mới lập gia đình. Nên em nghĩ là tình yêu nó phải mộng mơ, nó phải màu hồng, màu nhiệm dữ lắm. Chứ em thấy tự nhiên quen rồi cưới thì không biết, là chắc là tự nhiên vậy thôi chứ không phải là tình yêu nữa. Em có khi nào em có cảm nhận là do vượt nhanh quá cho nên là chưa yêu kịp không? Dạ không, thì từ lúc mà quen đến lúc cưới thì cũng 3 năm tìm hiểu. Chắc là cái này để riêng em vẫn không nói được tiếng yêu. Không nói tiếng yêu à? Hành động của chồng em á, có bao giờ mà hành động rất là lãng mạn không? Dạ lãng mạn cũng có, đặc biệt là lúc mà hai đứa quen nhau á, thì anh chàng rất hay nghĩ là nhiều thứ lãng mạn. Những cái điểm đi đến xa xôi thường là chỉ dành cho các cặp đôi thôi á. Nhưng mà đặc biệt nói thì không có nói, chỉ làm thôi. Chị vẫn không hiểu là cái lý do gì mà em không thể nói được cái chữ yêu ta? Dạ tại em có đọc cái câu là giữa những người lạ thì ta cần một người quen, giữa những người quen thì ta cần một người hiểu, giữa những người hiểu thì ta cần một người yêu, và giữa những người yêu thì ta cần một người tin. Thì lúc mà cầu hôn em cũng nói y chang như vậy, nói là mình tin là hai đứa mình là phù hợp với nhau. Thì yêu mới chỉ là đến 3/4 quãng đường thôi. Còn tin nhau thì mới đi được hết quãng đường. Cái ổng là tới giờ ổng cũng chưa lấy được bà vợ nữa. Không nói yêu rồi, ổng lãng mạn rồi, đi phượt như vậy, rồi về lại cưới vợ như vậy. Chắc có lẽ là do ai đó kêu phải lấy vợ liền đúng không? Có lẽ là do bác sĩ phải không? Dạ không, do vợ em kêu em. Dạ tại vì em cũng nghĩ là mình muốn lấy chồng rồi. Sau khi lựa chọn sàng lọc thì em nghĩ là chắc anh chàng này thôi được rồi, mình dừng ở đây. Thì là em bắt đầu chiến thuật mưa dầm thấm đất. Đi chơi thì em cũng hay tìm những cái cơ hội để em nói dông nói dài bóng gió về cái cuộc sống gia đình, cái chuyện kết hôn. Thì chắc là dầm dầm thấm thiệt. Nhưng mà nè, tại sao em lại đặt một cái mục tiêu rằng cho riêng em á nha, là đến 35 tuổi em mới lập gia đình? Em thì còn trẻ quá, mà lúc đó thì chưa có nhiều tiền, mà nhà em thì lại nghèo, ở quê nghèo, nên lúc nào cũng phải phấn đấu là khi nào mua được nhà rồi có sự nghiệp ổn định thì mới cưới. Rồi giờ đã mua được nhà chưa? Dạ vừa mua được ạ. Thôi chúc mừng. Vậy là em hay quá rồi. Theo lẽ là mình nghĩ là 35 tuổi mình mới mua được cái nhà. Bây giờ 27 tuổi đã mua được rồi. Chắc là do
hai vợ chồng hợp tuổi. Đương nhiên. Trở về cái vấn đề sau khi hai bạn lấy nhau, đúng không? Ngoài cái chuyện ông này cái tật xấu là chưa bao giờ ông nói tiếng yêu em, thì ngoài ra ông còn có cái tật gì nữa không? Rất là mê chơi game, tức là cả ngày mà ở nhà thì không có phụ giúp việc làm, việc gia đình gì hết trơn á, toàn là ôm cái iPad. Chơi xong rồi cần giúp đỡ vợ bằng cách là để chồng lấy iPad của vợ chơi giùm cho vợ. Chơi giùm vợ. Dạ, làm việc nhà một mình thì em cảm thấy là như vậy nó không có công bằng. Mà em thích là có vợ có chồng cùng làm với nhau. Cho nên em thường hay là giả vờ là nhờ lấy giùm cái này lấy giùm cái nọ xong em lôi vào cùng làm với em. Chứ em không có chấp nhận cái chuyện mà một mình ngồi chơi như vậy. Em là người miền Nam đúng không? Dạ, em là người miền Nam. Rồi đây là người miền Bắc. Thường anh này có tính gia trưởng. Dạ đúng rồi. Anh có áp đặt cái gia trưởng đó đối với em không? Dạ, không có gia trưởng gì trong cái suy nghĩ, nhưng mà trong cái việc làm hàng ngày ở nhà, đặc biệt là anh rất là hy vọng vợ là phải kiểu công dung ngôn hạnh. Dạ đúng rồi. Gia nội trợ từ trên xuống dưới. Dạ đúng. Từ sáng tới chiều, từ trong ra ngoài. Còn đàn ông, còn anh là chỉ có chơi iPad. Dạ, làm chuyện lớn hơn đó là KTV. Cái thứ hai nữa là cái này là em hơi vỡ mộng xíu. Thì thường em hay nghĩ là trước khi ngủ hai vợ chồng chúc nhau ngủ ngon thì phải ôm hoặc là như thế nào, nhưng mà có chuyện hạnh phúc nhiều quá. Nhưng mà anh chàng này thì chỉ cần chúc vợ ngủ ngon xong rồi vợ nằm xích ra nằm ngủ mà ôm không có thoải mái, chồng không ngủ được. Dạ, cho nên là cũng hơi thất vọng xíu. Rồi còn em mong muốn ông chồng thay đổi cái gì? Mong muốn lớn nhất là anh bớt gia trưởng lại xíu xíu. À, có nghĩa là đừng gia trưởng nữa. Dạ. Mà bớt chút xíu thành gia phó. Rồi ngoài ra cái nữa là ngủ thì nhớ ôm vợ. Chị thấy vậy nè cưng, cái mong muốn của chồng em với em theo chị là đúng. Ở đây vấn đề là như vậy nè cưng, cái người phụ nữ á, cho dù em sống ở miền Nam hay miền Bắc hay ở nước ngoài, em sẽ thấy một điều như vậy nè, mặc dù người ta là phụ nữ là số 1, nhưng công việc ở trong nhà là một tay người phụ nữ ta làm được hết, làm được cả tất cả những cái việc gì đàn ông luôn. Nhưng nhỏ gái chị bây giờ ở đây á, nó không biết làm cái gì hết, nhưng mà khi qua tới bên kia cháu đi học rồi cháu tự làm hết mọi thứ, để chi buông nó ra đâu nó cũng sống được. Không nhất thiết phải có chồng bên cạnh nó vẫn tồn tại được, không có mẹ, không có cha bên cạnh vẫn tồn tại được. Đó là cái điều chồng em mong muốn để tốt cho em, đúng không? Đó, cho nên theo chị, cho dù chồng em không nói đi chăng nữa, em cũng phải tự làm được cái điều đó để sau này em có thể cán đáng cuộc sống của em được. Rồi còn ngược lại, vợ em có những cái điều mà mong muốn ở em, chị thấy cũng hoàn toàn chính xác. Ví dụ em chia sẻ cái công việc nhà với vợ, ở đây không phải là mất tư thế người đàn ông, em phải tân tiến chút. Đó, cho nên em chia sẻ như vậy thì vợ em thấy vui, vợ em thấy hạnh phúc, vợ em thấy yêu chồng hơn. Chứ em hoàn toàn không bị mất thế, tư thế người chồng trong nhà. Đó là cái điều mà hai em mong ước ở nhau, chị thấy đều chính xác hết. Rồi cái chuyện ôm vợ thì nếu mà vợ mình không bị ngáy á, thì mình ôm đi, ôm nhau ngủ nó là một cái gì đó, nó lãng mạn. Lãng mạn lắm, đúng không? Mình sẽ tìm cái tư thế nào để mà mình đừng bị tê tay hay là mình có bị mỏi. Nhưng mình đừng có để cái đầu ba gối lên cái con chuột thì không có tay. Và đồng khuyên điều nữa là hai vợ chồng thỉnh thoảng nên hâm nóng lại bằng cách là gì? Cứ đi phượt. Rồi, tìm trước hai em luôn luôn, hạnh phúc. Xin chào. Chị cực kỳ thích cái màu này nha. Cái màu hồng đất này. Cái này gọi là hồng đất hả chị? Hồng đất á. Chứ phải hồng nhạt hả? Không, hồng đất. Hồng nhạt là đây nè, màu nó tươi là hồng nhạt, đây hồng đất này hồng rất vân, là đẹp luôn. Đây là hồng vân, hồng nhạt, kia hồng đất. À. Chào hai vợ chồng đã đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp. Ha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thắng Mẫn, năm nay em 34 tuổi. Em công tác trong ngành ngân hàng. Chào Mẫn. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Quận 7. Thích quá à, thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest quá luôn. Dạ, em cảm ơn. Nó có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Nó chỉ có đẹp thôi đúng không? Dạ, có chứ, có ý nghĩa chứ. Dạ hả? Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Rồi bây giờ sao em mặc vậy thôi. Rồi bây giờ trước khi ý nghĩa ở chỗ là chính tay vợ là người đã chọn cái này để gắn lên cái áo vest của chồng đúng không? Đúng không? Hay là nó còn một ý nghĩa nào dạ, nữa? Dạ còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Ô trời ơi. Biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương. Cái này là biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương hóa. Chị suýt Liên nó mua nha. Trời ơi. Để Liên nó gài cho em trong chương trình Vợ Chồng Son này. Phải không? Ừ. Gắn một cái luôn. Em lúc nào cũng là hoàng tử bé trong lòng của Liên. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị Một. Chị gửi cho em một cái huy hiệu mà có số 1 đi. Vậy hả? Là chị Một mãi trong tim em. Để suy nghĩ lại. Mà làm bằng vàng thiệt nha. Cái số 1 là chờ vàng xuống đi rồi tính suy nghĩ. Vậy rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Ê bé Hoàng. Dạ. Cái tên của em mỗi lần Lưu mà Lưu Thị Khải Hoàng Xuân Nữ. Đó, cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận.
mỗi lần tên gì mà dài sọc vậy? Dạ. À, không phải, thật sự anh thấy cái tên nó rất là lạ. Dạ. Hiểu không? Rất là dài, mỗi lần mà làm giấy tờ chắc cũng hơi cực đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi nè, tiếp về cái tên thì tại vì phải tìm hiểu. À, cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ, cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi. Ừ. Mà em là người chăm, là mẫu hệ. Ừ. Thì cả nhà em là năm người kia là đều mang họ của ba. Ừ. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ. Thì mẹ nói là mang họ đó, mang họ mẹ phải không? Mang họ mẹ, thì mẹ kêu là để hai đứa sinh đôi mang họ mẹ thì mẹ đặt tên. Ừ. Thì mẹ nói là tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng Khải Hoàng để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, bởi vì mỗi lần mà làm giấy tờ chắc viết là phải viết chữ nhỏ xíu. Hoặc là tràn qua cái phần khác luôn. Không, vậy là mình có thể đoán được, em đoán được á. Là bạn này chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên. Đúng rồi. Đây nè, đi vô tiền, vô ngân hàng vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó, Khải Hoàng đi vô coi vay như tiền, đúng coi không? Như đi vô ngân hàng gặp ông này đó, rồi xin cái tờ giấy nộp tiền hay là giấy rút tiền hay tiền là gửi tiết kiệm gì đó mà viết hoài cái tràn qua cái chữ khác. Mà bên ngân hàng là không có được, nó phải là chữ là phải coi như là chính xác đó, hay là tràn ra do cái gọi tên á, cái sai hoài nó do gọi tên chứ. Ghi xong cái bạn này bạn gọi Lưu Thị Xuân Nữ, không ai ra hết, không ai ra hết. Ừ, ngồi im vậy đó, xong rồi Khải Hoàng ca, không ai ra luôn, không ra là không ra. Cuối cùng bực quá, ai vậy? Ừ. Mà này xuất hiện, ai biểu đọc tên tôi lộn chi, từ đó để ý nhau đúng không? Dạ. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Vậy hả? Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng, còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, trước đây là cổ bên điều dưỡng, bây giờ kinh doanh tự do. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Phong thủy. Vậy thì thủy em ơi, em biết cô bối không? Hoặc là đi chút xíu vô chị em mình gặp. hoặc là coi có hình tướng. Vậy mà hai tụi em quen nhau là vì vậy đó. Không có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Anh đang định hỏi á, đang định hỏi mà anh không nhớ cái từ. Thôi là dạ. Ngoại cảm á. Dạ. Đó. Làm sao kể gì nghe dạ. Coi. À, hồi đó là em 26 tuổi á, thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong gọi là trong cái chỗ em ở trọ. Hồi đó nói chung cũng khổ cũng nghèo nên là ở trọ bên Bình Thạnh, thì một cái sự cố xảy ra là bị mất cắp ở trong phòng trọ. Là em thì mọi người nghĩ là em nghĩ em là người lấy. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và đúng rồi tủi thân á, đúng rồi, thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan thì em kể với một người chị. Thì tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị nói là chị có bé em là học trò của cô của chị, thì cũng công tác trong bệnh viện với nhau. Thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ, thì vợ em bảo là đang bận, có gì sẽ gọi lại cho em sau. Thì tới tối thì cổ có điện cho em và em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu mà năm đó thì rất là lớn bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn, nên là Mẫn rất là mong là Hoàng có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Thì hôm sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Dạ. Thì Hoàng mới gọi là một nhóm ở cùng với nhau, thì Hoàng mới xử lý cái tình huống đó. Thì đâu xử lý sao? Có xét không? Sao à? Lấy túi là xét. Dạ không, bạn đó đi bỏ về quê mất rồi. Thì Hoàng mới hướng dẫn cho tụi em, yêu cầu bạn đó phải quay ngược lại Sài Gòn. Và hôm đó thì có em, có bạn em, có bạn đó, và em kêu Hoàng qua. Thì Hoàng ngồi nói chuyện với cô bạn đó. Thì cô bạn đó nói chung là rất là gọi là bạn rung bởi vì Hoàng quét một cái là Hoàng biết hết về bạn đó như thế nào, gia cảnh ra sao, cuộc sống theo Hoàng nói hết. Hoàng kêu bây giờ tôi chỉ nói tới đây thôi, là bạn biết được là tôi biết hết rồi đấy. Nên là bây giờ chỉ còn bạn tự thôi, bạn tự bạn nói ra rồi thôi. Rồi Hoàng mới nói với cái người bạn của em bị mất á, bây giờ tôi nói với bạn nè, bây giờ bạn có muốn lấy lại không thì bạn cứ lấy đi, còn tôi cho bạn biết luôn, nếu như bạn lấy thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế này thôi, còn nếu như bạn chấp nhận bạn bỏ luôn, bạn bỏ cái điện thoại luôn, bạn không lấy lại nữa, coi như là mình mất nó đi. Thì sắp tới đây đi. Thì sắp tới đây bạn sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt hơn rất là nhiều. Hay quá. Thì cô bạn em đồng ý bỏ điện thoại và không chơi cùng với cô bạn đó nữa. Và xí xí cho hỏi cái khoan, em hỏi cái này cái cô bạn mất điện thoại đó bây giờ thì cuộc sống như thế nào? Quá giàu. Cũng có được
hai ba căn nhà ở Sài Gòn. Wow, đó là rất là khổ, em và bạn đó nhà cũng nghèo y như nhau cả thôi. Và bây giờ cuộc sống của bạn cực kỳ là đầy đủ và trọn vẹn cùng với chồng con. Nhưng mà cái bạn mà lấy điện thoại là bạn đã thú nhận là bạn lấy rồi? Bạn không thú nhận, tại vì em luôn cho người ta một cái cơ hội, có nghĩa là đôi khi người ta ăn trộm chưa chắc thì là người ta có ý xấu, mà đôi khi ở một cái phút nào đó mà người ta không vượt qua cái lòng tham của người ta, thì nếu mà chỉ vì một cái điện thoại mà làm cho bạn mất đi cái danh dự, uy tín của bạn thì em nghĩ nó không đáng. Thì ok, tôi cho bạn tới cái mức đó, lần sau bạn đừng có như vậy nữa, thì ông trời sẽ bù đắp cho bạn kia. Và em rất là vui vì bạn kia có một cái cuộc sống mà em tới em cũng không thể tưởng tượng được, là nó vượt qua cái sự tưởng tượng của em luôn. Và bây giờ cái bạn đó có nhớ ơn cái lời khuyên của em để có ngày hôm nay không? Và bây giờ hai gia đình vẫn còn có mối quan hệ không? Dạ, có. Em vẫn là bạn bè cùng vẫn với là nhau. Bạn bè. Hay quá. Còn sự nhớ ơn á, thật ra em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em là vui lắm đúng không? Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp cho chồng em á, thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không, hay là phải thời gian sau rồi mới thích nhau? Dạ, thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết, cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Cái lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là sao nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là có số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời. Xong em nói là trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân. Và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn. Cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi đó, một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói, không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Xong em hỏi ông có người yêu chưa, ông nói chưa, chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Tức là em chủ động luôn? Dạ, em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Không. Dạ có chứ. Không phải anh kể đi. Sao không kể đi? Dạ thì hồi đó là thực ra là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, thiện cảm vì Hoàng có một cái ngoại cảm chia sẻ được nhiều thứ cùng với em, nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này, hiền lành thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cô hết. Nhưng mà em chỉ muốn biết cái cảm xúc của em lúc mà bạn giúp em cái hôm đó đó, tại vì chắc chắn là thì em ngưỡng cái mộ. Người mà đã giải tỏa được cho em những cái ấm ức, những cái bực mình, những cái đúng không? Thì là đầu tiên á thì mình sẽ cảm giác là ở bên bạn này mình an toàn nè, đúng không? Đúng rồi. Tức là chỉ là ngưỡng mộ thôi, ngoài ra còn cái tình cảm gì nữa không? Chưa. Hôm đó thì mới chỉ là cái bạn này hay quá thì em với cô bạn của em đi cảm ơn. Lần đầu tiên là hai đứa đi chung, nhưng mà lần sau thì em rủ riêng. Rồi bây giờ tới cái phần cô ấy kêu mình hung đó. Rồi mình... đi cà phê. Hung liền không? Chưa, đi cà phê mấy lần. Thì cũng quen, trong cái đoạn đó cổ giới thiệu bé em này kia thì không chịu. Em không chịu. Thì em mới quen cổ thì cổ mới nói là thôi làm người yêu tôi đi, được thì quen, được thì cưới, không được thì thôi, tôi không có bắt đền gì ông hết trơn á. Sốc không? Lúc đó nghe sốc không? Cái mãi chứ. Cũng không sốc, em thấy mến mến rồi nên thì ok làm người yêu thử. Nhưng mà nó không có đến mức là mình yêu nhau quá, cuồng nhiệt quá để mình chụp mình hung hay là cái gì. Mà em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung liền không hay là có một chút gì đó suy nghĩ? Suy nghĩ chút xíu quá rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi? Hung môi luôn. Rồi hung cũng lâu lắm. Hung lâu không? Hung mà cổ không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Cái nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Cái môi sưng luôn. Là cô ấy cuồng nhiệt quá. Nó lâu quá. Ý là một xíu thôi rồi mình ngưng lại. Đây nó lâu quá nên nó hơi bị đau. Đấy thì đó là hôn nhau cái lần đầu tiên. Mà em có cảm xúc không? Dạ nó giống như là va chạm thôi. Rồi cũng hung lâu quá thì thấy thì nó hồi hộp, tự nhiên máu nó dồi lên, nó nhồi lên, nó hồi hộp, nó tăng lên dần dần. Lúc đầu thì có cảm xúc nhưng mà hung lâu quá cho nên nó cảm thấy đau. Tại vì cái môi nó mém sưng, bị cắn, bị cắn quá. Cắn. Mà có nhớ cái thời gian hung vậy? Không có cắn đâu. Không có cắn nhưng mà nghĩa là hút không biết nó sao. Nó cứ mạnh quá đó, nó cứ giữ lâu quá. Nó giữ vào nó lâu thì cái môi tại cái môi này cũng hơi dày cho nên đúng rồi, cái môi nó hơi dày. Nhưng mà có nhớ là mấy phút không? Chắc cũng vài phút. Dạ, nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra em lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh, chưa có yêu, mà giống như em muốn nói giúp đó ảnh. Đúng rồi, mục đích chính là đầu tiên là em thấy ảnh mạnh yếu,
và em muốn giúp ảnh, là đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ. Em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Cái em nói là quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ, em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa, và hồi xưa giờ tôi không có làm một cái gì mà cái kiểu chơi, tôi rất là nghiêm túc, bây giờ là người yêu thiệt luôn nè, bây giờ là tôi sẽ làm một bài thơ để cho tôi xác nhận mối quan hệ này, và tôi post lên Facebook cho tất cả mọi người biết là tôi đã có người yêu. À, xong em sáng tác một bài thơ để xác lập cái vấn đề đó. Còn nhớ mấy câu trong bài thơ dạ, đó có. Đọc một vài câu cho anh nghe đi. Anh mang nụ cười của phố núi, em miễn nụ cười của biển xanh. Đôi tay anh dịu vời chân thành, nắm chặt tay em sao nhỏ bé. Núi sẽ xanh cây, biển chiều hát, em cười thầm sẽ mãi yêu anh. Bao giờ cà phê hoa nở trắng, em theo anh về phố núi quê anh. Hay quá, vỗ tay quý vị ông Phim Trừng ơi. Hay quá. Phố núi quê anh, à có nghĩa là em ở đâu? Em ở Gia Lai. Gia Lai, à, ở Gia em dưới biển là ở đâu? Dạ, ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận mà, người Chăm. Vùng biển. Ê, nhưng mà anh hỏi nghe, anh tò mò nha. Cái mệnh của anh là mệnh yểu. Dạ. Em nói là 31 tuổi là ổng chết, dạ, đúng không? Dạ. Vậy thì cái nụ hôn đó, cái nụ hôn mà em chủ động đó mà nó kéo dài như vậy á, có phải là do em biết rằng là cái nụ hôn nó sẽ hóa giải cái mệnh yểu của anh không? Dạ, thật ra cái nụ hôn đó nó chỉ là ngừng lại cái quá trình đó thôi. Còn để hóa giải vấn đề đó là khi em lấy ảnh, thì cái điều mà em nói 31 tuổi, anh luôn kêu em là bị khùng, bị thần kinh, chút ngày chửi em vậy không mà. Thì á, là đúng vào cái hôm sinh nhật 31 tuổi của ảnh, thì anh ăn cái gì em không biết, tự nhiên anh bị ngộ độc thức ăn mà người lạnh hết luôn. Thì em nhìn thấy cái hồn phách ảnh á, là giống như là không còn cái gì, chỉ là còn cái xác thôi. Thì em sờ vào chân nó lạnh ngắt, mà em làm cái gì cũng không tỉnh. Thì em nói rồi, chẳng lẽ cái điều đó nó xảy ra. Thì em mới đi lấy một cái tô nước, thì em khấn niệm, sau đó em lấy cái nước đó em bôi khắp người ảnh, và em giống như là vuốt để năng lượng ảnh lên á. Thì tự nhiên cái tô nước đó nó biến thành màu đen và có một cái chiếc lá xuất hiện trên đó luôn. Thì sau đó là anh vẫn không tỉnh. Thế là em mới ấn lật ngược ảnh lại. Em ấn vào phía sau lưng ảnh, em nói là tuổi thọ của em rất là nhiều, mà em cũng không cần sống nhiều trên cuộc đời này làm gì. Em truyền cho ảnh, xin nguyện ơn trên rút 10 năm tuổi thọ của em cho ảnh. Thì khi mà em vừa dứt lời nghe, tự nhiên em cảm giác là người em bị rút ra đó. Nó rút mạnh và nhanh á. Em ngất xỉu luôn. Và em hiểu là lúc đó là 4 giờ chiều. Em với ảnh mình xỉu tới 7 giờ tối là hai vợ chồng cùng tỉnh dậy luôn. Và sau cái điều đó là tự nhiên em cảm giác em già đi so với cái cùng hai vợ chồng độ tuổi. Và tóc em cũng bạc hơn nhiều so với độ tuổi. Có nghĩa là em chia cho ảnh rồi đúng không? Hai vợ chồng cùng xỉu từ 4 giờ tới 7 giờ luôn. Là 3 tiếng đó là cái gì? Rồi cùng tỉnh một lúc. Bây giờ thì là em là bao nhiêu tuổi rồi? Vợ chồng em bằng tuổi nhau là 34 tuổi. 34 tuổi. Là 3 năm. Như vậy là sao, anh muốn biết là sau khi anh tỉnh dậy, em thấy cô gái này nằm kế bên mình, thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là điều gì? Thấy tội cho cổ, cho vợ em. Nhưng mà em có biết là vợ em đúng, có truyền biết truyền cho em. Bởi vì cái câu của cổ em không? Đừ thôi, em nhừ tử thôi, nhưng mà em yêu cầu vợ em là chở em đi bệnh viện đi. Mà vợ em có một cái là cổ không có, cổ nó hơi thiên về tâm linh nhiều lắm. Thì cổ kêu không, cái này không có khoa học đâu. Mà đúng em ở với vợ em nhiều năm thì em biết. Thì thôi em để cho cô, cho vợ em xử lý luôn. Thì em tỉnh thì em thấy vợ em nằm đó, thì em biết. Xúc động, đúng không? Xúc động. Nhưng mà cái chuyện mà cô ấy đánh đổi cái tuổi thọ của mình á, để mà muốn giảm thọ mình mà để tăng thọ cho em á, là cái điều khấn đó là cổ khấn trong lòng, chứ cô đâu có nói ra, đúng không? À, sau đó thì vợ em có nói với em, có kể và cho khi nghe. Thì cô thật... cổ kể cho em nghe cái điều đó, em thấy như sao? Thấy tội cho vợ mình, và thấy mình thương vợ mình rất là nhiều. Nên là lý do vì sao mà mọi người hay hỏi em tại sao rất là thương vợ như vậy, là vì em biết được cổ đã làm những gì cho em, dành những gì cho em tốt nhất. Anh thấy Khải Hoàng rất là xúc động. Thương mà hay cãi quá. Hay cãi rồi hay cái kiểu là chống đối em á. Mà em nói với anh rồi, đừng có chống đối em. Anh không chống đối em á, là anh muốn cái gì cũng được. Và thật nghiêm cấm kêu em bị khùng. Bởi vì tất cả những điều em chứng minh cho anh, nó đều xảy ra, chứ không phải là em nói vô lấy. Ví dụ giống như là cái đợt Covid mà thành phố niêm phong đây, trước khi thành phố niêm phong là em thông báo cho anh là một tháng nữa thành phố sẽ ra lệnh niêm phong. Bây giờ là ở nhà yêu cầu em về quê, nhưng mà anh đi làm việc anh không có nghỉ được. Nếu em đây, chắc chắn anh sẽ dính dịch ở đây, mà không có em là nó là một cái trận dịch phong thủy nữa.
người ta sẽ bắt anh đi mắc và em chấp nhận ở đây cùng với anh. Thì đúng một tuần là thành phố niêm phong thiệt. Thì đúng lúc đó là nhà em có một bà cô bảo giúp việc vô. Thì khi mà bà cô giúp việc vô thì được có 20 ngày à. Mà bà cô nghe tiếng ho, em nghe tiếng ho em sẽ cảm nhận được ngay. Em nói anh ơi, lúc đó là thành phố chưa có bùng. Anh ơi cô này bị Covid rồi. Cái ổng với em cãi nhau long trời lở đất, kêu em bị thần kinh. Rồi cô có đi đâu đâu mà kêu Covid, mà Covid chưa có gì mà Covid gì. Xong em mới kêu á là cãi nhau làm gì, bây giờ anh muốn khoa học đúng không, anh ra ngoài tiệm thuốc mua que test về test đi. Test ra cô đó là vừa đút vô là lên veo một cái luôn. Thử ba que liên tục hai vạch. Hai vợ chồng em, cả nhà em, lúc đó em đang mang bầu 6 tháng nữa. Hai đứa con nhỏ 1 tuổi, một đứa 5 tuổi nữa. Thì cả nhà em đều không bị. Thì vừa nghe tin em vậy, ổng sợ quá, ổng gọi điện cho tất cả các cơ quan chức năng nhưng mà không ai tiếp nhận hết á. Thì bà cô này mới khóc lóc nói là con ơi, cô vừa mới gặp con đầu tiên là cô cảm nhận con rất là đặc biệt. Bây giờ con mà thả cô ra là cô chết ở ngoài đường. Con cứu cô đi. Thì ông này mới kêu là thôi em đang mang bầu nữa, em giúp cô để sau này là em sanh thì là cô chăm em lại. Xong em mới nói với cô á, nếu mà cô tin con á thì trong vòng một tuần con chăm cho cô hết Covid. Bây giờ cô vác quần áo lên trên lầu đi, cô ở đó mọi thứ ở ngoài con lo cho cô hết. Thì sáng sớm là em sẽ dậy em làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Em lên một cái lịch chăm sóc mà chuẩn 5 sao cho cô luôn. Sáng là em dậy em nấu đồ ăn sáng, sau đó là lên kế hoạch tập thể dục cho cô, hướng dẫn cô hít thở, nghe thiền, rồi nghe những cái chú dược sư gì đó. Ngày nào cũng phải nghe chú dược sư. Xong đó rồi nấu ăn uống buổi trưa là buổi trưa, buổi sáng, buổi sáng, buổi xế, buổi xế. Chăm tới đúng ngày thứ 7 là test là cô mờ mờ. Thì vô tình em lên trên mạng thấy cô kêu quá là cô cần sự giúp đỡ mì gói nước mắm muối gì đó. Thì em mới nổi điên lên, cái tính của em cũng rất là nóng tính. Em nổi điên lên em nói là tại sao có một cái con người quá tham lam như vậy. Ở đây tổ yến em còn dám nấu cho cô ăn. Cô có thiếu mì tôm đâu mà cô đi xin mì tôm em vậy. Đó thể hiện là sự tham lam quá mức. Thì hỏi cô là tại sao cô làm vậy. Cô nói là cô xin để cho con cô nữa. Em mới nói con của cô là có cuộc sống của nó. Và nó lớn rồi, nó muốn ăn thì nó phải đi làm. Chứ cô không thể đi. Con thì nhẫn nhơ để mẹ đi phụ việc mà ha, ở đây còn đổ bệnh chưa một đứa nào có hỏi thăm mà còn đi xin đồ ăn cho nó, con không chấp nhận. Thì mới bàn bạc với ông Mẫn á, là ngay lúc đầu trước khi em giúp cô này là giấc mơ tới với em, nói em không được giúp người này. Giúp người này em sẽ kiệt sức rồi, và em sẽ sảy thai sớm và cả nhà em đều bị trừng phạt. Thì ổng thuyết phục em dữ quá, ổng nói thôi tội người ta. Rồi em suy nghĩ thôi rồi, nhưng mà bây giờ cuối cùng là cô hết bệnh không? Cô hết bệnh rồi, cô có làm tiếp với nhà em dạ không? Vừa nghe tin hết bệnh đó hả, là cô dọn đồ bỏ đi ngay là cái ngày mà cô hết bệnh rồi, là ngày tụi giờ em dương tính. Đúng rồi. Nên là khi mà cô vừa hết bệnh cái tụi em dương tính cái là cô dọn đồ. Em mới kêu là cô ơi, cô đừng có làm vậy với con, cô làm vậy bây giờ không ai phụ con, vợ con đang mang bầu tới 6 tháng rồi, tội tụi con cô ơi. Cô mới kêu là bây giờ cô đang bị đau đầu nhức óc rồi, cháu cô nó qua tới nơi rồi, cô phải đi chứ cô ở đây được, cô ở đây nữa là cô chết trong nhà con á. Để họ mới kêu để đi không nói được đâu, để đi. Mà cô ngồi cô tính ra từng ngày bao nhiêu tiền, mà trong khi là cô ở là 10 ngày mà vợ em chăm là không tiếc một cái gì với cô. Thì tụi em ok tính đầy đủ cho cô đi. Và cho cô đi. Nhưng thì lúc đó là vợ chồng em là tự cứu nhau trong nhà. Lúc đó gọi cho bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương gì là đều lắc đầu hết, kêu là chỉ có thể là khi nào mà vợ em là cảm giác là muốn đẻ đó, thì đem qua đó, chứ còn bây giờ qua đó mà nằm điều trị là không có chỗ. Và không có điều trị và không có thuốc đặc trị hết á. Nên là tụi em cứ ở nhà. Rồi anh biết cái hoàn cảnh đó rồi. Nhưng mà cuối cùng thì em bé thì như thế nào? Khỏe mạnh, đang ở đây luôn nè. Ôi chúc mừng. Vậy là ba đứa đúng không? Dạ. Trời ơi, chồng. Thôi vậy thì tốt quá rồi. Trời ơi, cái gì chuyện cũng chủ động hết mà chị. Cái chuyện của hai bạn này á, nó giống như là một cái câu chuyện mà ở trong một kịch bản kịch hay là một trong một cái bộ phim á. Đúng rồi. Trong một bộ phim á, nhưng mà tụi em kể từ ngày bắt đầu chuẩn bị cưới tới giờ là nó rất là. Thật ra như thế này, rất muốn tìm hiểu về câu chuyện của các bạn trong nó như trong cổ tích như thế nào để chia sẻ với khán giả, nhưng mà tiếc là thời lượng nó có hạn. Nên không thể là chúng ta có thể ngồi kể chuyện với nhau thật là nhiều như vậy. Thôi bây giờ chúng ta đi đến những cái phần nào mà nó thực sự là nó ấn tượng á. Ví dụ như là anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em không có chịu. Thì em nói với ổng á là em nói với mẹ em trước. Mẹ em kêu á là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận, mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Nếu ngày hôm nay con nghe lời mẹ, ngày hôm sau mẹ sẽ khóc vì cuộc sống con buồn tủi. Nếu ngày hôm sau mẹ thấy con hạnh phúc,
mẹ sẽ cười suốt cuộc đời còn lại. Là em thì, nói với mẹ. Dạ. Ừ. Thì cái cuộc hôn nhân này nè, con cảm thấy ảnh cho con một cái sự tin tưởng và bình an. Ừ. Còn mẹ không chịu. Có một lần em vác ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu, thầy đi ra trong đêm luôn. Em dắt ảnh đi y như vậy đó. Ủa lúc đó là mẹ ở đâu? Mẹ đang ở trong nhà luôn. Mà ở đâu? Ninh Thuận hay là ở thành phố? Dạ ở Ninh Thuận luôn. Hôm đó là cổ kêu em về để mà xin phép nói với đi ra mắt với còn, nhà cổ á. Còn em thì sao? Em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới, thì em mới kêu là trời ơi không được đâu. Ít nhất phải 2 đến 3 năm kìa. Bây giờ này không có một cái gì hết. Thì cổ mới kêu là nếu như anh đợi cho có thì anh đợi bao lâu, anh nói cho em đi, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop, dừng cái mối quan hệ này lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì là 2-3 năm nữa em sẽ cũng chưa biết nó đi về đâu hết. Còn bây giờ được thì vợ chồng mình cứ về chung một nhà còn tiết kiệm hơn được nữa. Thì cổ dọn đồ, cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không cho bao giờ em nhìn thấy cổ nữa. Cổ sẽ chuyển đi một nơi khác ở. Sợ chứ đúng không? Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi, để em dắt về nhà. Thì đó là em dắt về nhà ba má em, thì trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á, thì cổ có ra đâu quẩn nhất á, cổ đi hớt tóc, cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000? Em cũng lạ trong người mà em nghĩ là chắc không sao đâu. Trời ơi về á y như người ta ấp cái tô lên đầu cổ á, mà họ cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn. Nhìn y như là một người nên em lo. Lý do vậy? Lý do mà em đã cố tình em cắt vậy? Có. Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp mà. Em nhìn cái chú đó em thấy là ở chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu chú. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp. Em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi mà. Cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó. Đúng rồi. Mà là gì là không có chân mày nữa. Cắt mất cái chân mày bên này. Thế là em kêu thôi chết rồi, về gặp ba má là chết rồi Hoàng ơi. Thế thì là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn rất là người trốn chạy tâm thần quá, không hiểu thằng Mẫn, thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui 3 bữa thôi thì kệ nó, ba mẹ em quan tâm. Đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được ba mẹ em cũng sợ. Mình thấy sợ ăn cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là kêu ba má lên phòng khách nói chuyện. Cái em sợ, em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết, tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì, nên là em thấy ông bà rất là căng thẳng. Thì tự nhiên thấy ba mẹ mình đang không muốn nghe những cái điều mình sắp nói đó. Em không dám nói y như ai mà bóp cổ em đó. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn, cái cổ mới kêu thôi anh Mẫn không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Có nghĩa là em ấy mở lời giùm em luôn. Nói hết luôn, là mẹ em là tái mét không tông một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì mẹ em ngồi không khí nó ảm đạm lâu quá, y như là đây ba em đây, mẹ em đây, rồi tụi em đây, y ngồi y vậy luôn nè. Cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái vậy, xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Cái thì ba em mới kêu là vậy thì ý Mẫn sao? Con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý Mẫn sao con? Cầm thì em mới kêu là dạ thì ý Hoàng vậy, con cũng vậy á. Con cũng xin phép cưới. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua á, em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết, tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Là mẹ cũng không chịu nhà, đuổi cổ đi luôn. Cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết, em sợ quá. Em kéo lại thì ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm, và sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Ủa nghĩa là hai bên nhân. Nhưng mà cho đến cái lúc mà tụi em cưới nhau á, thì lúc cả hai bên đã đều đồng ý chưa, hay là tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, thì hôm nay đó ba em nói là Mẫn ơi ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không? Nếu như không thì ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tùm bậy tùm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ vậy mà làm. Thì ngày hôm mà bên gia đình của cô Hoàng thì sao? Bên gia đình của Hoàng thì ba mẹ thì sao? Có ba ghé qua thôi, có ba mẹ và mẹ vẫn không đồng ý. Mà cho chứ bây giờ thì đồng ý chưa? Đồng giờ thì bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi đúng không? Một ba đứa rồi chị. Có những gia đình đó
em biết có con rồi cũng vẫn vậy chưa? Chị? Em quên hả? Mình còn phải ở đây để mình chia sẻ, mình năn nỉ giùm nó. Em quên hả? Đó đó không? Dạ, cho nên là lại vui vẻ. Giờ mẹ em thương ổng lắm, mẹ em kêu quá là trời ơi chưa bao giờ là có ai mà bóc thuốc cho mẹ uống rồi chăm chút để ấy từng ly từng tấy. Nên là giờ mẹ thay đổi suy nghĩ. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi. Dạ. Một người phụ nữ rất quan trọng trong đời. Đúng mình. Dạ. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Và cảm giác giống như là tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy. Rồi hồi xưa là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á. Nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có để trong lòng nhưng mà nó giống như là một cái vết thương tổn thương và một cái thiếu quyết trong cuộc đời của quyết. Mình đó. Nhưng mà sau khi cưới rồi cho tới bây giờ thì mẹ có áy náy về cái chuyện mà ngày hôm đó mẹ không đi dự đám cưới em không? Em nghĩ mẹ em cũng rất là buồn nhưng mà em hiểu cái tính của mẹ em, bởi vì mẹ em cái tôi của mẹ em cũng rất là lớn. Và hồi xưa giờ là mẹ em muốn là mẹ em nói gì là tất cả mọi người đều nghe. Và hồi xưa giờ chưa có ai mà không cãi lời mẹ. Mấy người chị của em á, không cần yêu mẹ em kêu cưới là cưới. Có một mình em là em luôn đi tìm tình yêu đích thực và phải là cái cảm xúc của em chọn người đó, chứ không ai có thể dán cho em mình một cái gì. Tại vì em biết sao, bên người chăm á là chế độ mẫu hệ, là người phụ nữ quyết định đó. Cho nên là nhiều khi mẹ cũng bị cảm thấy mẹ bị sốc là vì em không chịu nghe lời. Dạ, mẹ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ là mọi thứ ok rồi đúng không? Dạ quá ok luôn rồi. Quá vui. Dạ, dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, kinh tế thì sao bây giờ? Thì hai đứa đó. Dạ, hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao em không có tiền, nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Và em hay nói với ổng là bây giờ là hồi trước độc thân em là giống như đi phiêu lưu giang hồ không bận tâm, nhưng mà khi đã lập gia đình là em phải có sự ổn định. Bây giờ mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay từ đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ kêu bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hai kêu lắm, đau lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỏi 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi. Chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, thì anh về nói với em. Thì thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia lời thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì, bà làm thì em cứ đi làm. Thì đâu đó khoảng một nửa tháng sau á, cổ mới kêu là có một căn ở bên quận 8, anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng thì em sẽ rất là rành về pháp lý. Thì cổ mới kêu em qua kiểm tra ok hết không, thì em qua em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì bây giờ vay 500 thì tiền đâu mua, em kêu về bỏ cuộc, em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp. Cô kêu là hôm đó là tụi em đi không em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Không, tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên vậy đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên cho mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy, thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn như bây giờ. Thì là em mới về.